Cục Thuế thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố nhằm giúp các thành phần kinh tế nắm bắt các quy định mới của luật đất đai năm 2024. Tại hội nghị, lãnh đạo trưởng phó các phòng ban chuyên môn thuộc Cục Thuế thành phố Cần Thơ giới thiệu các doanh nghiệp những điểm mới của luật đất đai năm 2024, Nghị định số 103 năm 2024, ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ liên quan đến giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cũng như kịp thời giải đáp những khó khăn dưới mắt của các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực này. Cụ thể, nhiều câu hỏi được các doanh nghiệp đặt ra đã được ngành thuế thành phố Cần Thơ trả lời thấu đáo, như trường hợp gia hạn tiền thuê đất năm 2024 theo Nghị định số 64 năm 2024, ngày 17 tháng 6 năm 2024. Thời gian ổn định đơn giá thuê đất 5 năm tiếp theo, thủ tục để được miễn tiền sử dụng đất nhờ xã hội.